cả nhà. Lại là Út nhiều chuyện đây. Chúc cả nhà buổi trưa mát mẻ nha. Rồi mới đi chợ về nấu cà ri. Trời, có thông tin khủng khiếp. Ngoài cái chuyện mà cả nhà biết mẹ con cô Sáu dành nhà dành cửa cho người ẹt Hồng Loan, cho người vu khống bịa đặt, cho người hãm hại, cho người chà đạp danh dự anh Hồng Loan và cậu, còn có những chuyện khác nữa. Trời ơi, có những chuyện mà cả nhà nghe là biết sốc luôn, biết sốc, sốc ngay từ cái đám tang chứ không phải mà sau đám tang, sốc ngay từ cái trong cái đám tang luôn chứ không không phải là sau đám tang. Sau đám tang là Hồng Loan à, cô Sáu ơi sao cho con vô nhà ba con ở đi, sao không được con ơi, full phòng rồi, hết phòng rồi, cái đó của Oxin con ơi, con mới được ở à, con ơi con phòng đó để Oxin ở, cào quỷ thần ơi, nhà của ba người ta mà ta về ta xin ở mà nói phòng của Oxin. Oxin là ai vậy? Oxin là con ở đợ, còn con người ta, ba người ta, nhà của người ta mà ta lịch sự ta xin mình cho vô nhà ở đó, không được, full phòng rồi, hết phòng rồi, cái đó của Oxin con ơi, không có được con ơi. Đã ngoài cái chuyện mà cho chành bồn này kia đánh tráo khái niệm, cho cờ hói vàng đặt bàn thờ đánh tráo khái niệm là Hồng Loan nào là bất hiếu, nào không nuôi cậu cho bệnh viện, nào là ăn cắp ăn trộm, nào là thế này thế nọ, là không thương ba, nào là cậu Năm đuổi, cậu Năm không thương, cậu Năm đuổi bên chồng, nào là ABCZ gì đó, cái đó là chỉ thường thôi, đó là chỉ sau đám tang thôi, sau đám tang là dành dựng tài sản, nhưng mà trong đám tang luôn cả, chuẩn bị nhóm đám tang luôn cả, còn những chuyện nữa à, ngoài cái chuyện ghe kêu mọi người là bố cáo Hồng Loan là con nuôi để mã hóa cho hành động tiếp theo của dành nhà dành cửa và mã hóa cho cái di chúc bên bàn nhậu, di chúc tay, di chúc giả đó, thì còn có một cái câu chuyện đó, nó nghe mà chúng ta còn tức giận và cảm thấy phẫn nộ với hai mẹ con cô Sáu nữa, chứ không phải là chuyện bình thường không cả nhà. Là cả nhà biết cái gì không? Cha mới vừa mất, mẹ con cô Sáu không cho Hồng Loan để tang nữa, mới ghê, không cho Hồng Loan để tang luôn, với danh hiệu Hồng Loan chính là con nuôi. Nó nghe nè, bây giờ mà tôi là cháu hay là anh em trong nghề hay cháu trong nghề thôi, mà tôi cảm thấy thương ông đó, tôi cảm thấy mến ông đó, tôi coi ông đó như người thân, tôi cũng có quyền để tang nữa, đừng có nói kia mà con người ta trong hộ khẩu 37 năm, ông Võ Văn Quang là cái ông mà mất đó, là đứng tên Võ, cha Võ Thiệm Quân Hồng Loan suốt 37 năm, vậy mà mẹ con cô Sáu có ý định là không cho con mớm để tang à, mục đích gì? Mục đích thứ nhất là muốn bố cáo thiên hạ Hồng Loan không phải là con của cậu nên không để tang. Thứ hai, nếu mà người ta có nói gì á thì cô Sáu và mẹ con cô Sáu la làng lên là Hồng Loan mang tội bất hiếu, ba mình mất mà không để tang, đường nào Hồng Loan cũng bị vu oan giáng họa, đường nào cũng bị dính cháu hết. Cái đường bên kia thì nói mình không phải là con nên không để tang, cái đường bên đây thì nói mình bất hiếu à, nên không để tang cha, khi cha mình mất đó, đường nào cũng ấy đó. Mẹ con cô Sáu lập ra một kế hoạch quá hoàn hảo, nó hoàn hảo đến mức mà bại trận luôn, nó hoàn hảo đến mức mà bây giờ bị chúng mắng chúng vũ chúng xả một năm mấy nay, nó hoàn hảo đến mức mà bây giờ phải lên cầu cứu chính quyền, cầu cứu báo chí, xin được hát mắt hát, mắt hát như là mắt ể gì đó, mắc ể đó, xin được hát, nó hoàn hảo đến mức mà văng ra khỏi nhà luôn, hoàn hảo đến mức mà nguyên một đám vô gia cư bền vững luôn, nó hoàn hảo vậy đó, thấy ghê quá nha, thấy ghê chưa? À, đây là một cái sự toan tính đó, nó rất là chi tiết luôn, không cho để tang có nghĩa là người ta lỡ, người ta thấy Hồng Loan không để tang, có nghĩa là Hồng Loan không phải là con, à, mà nếu mà người ta lỡ không Hồng Loan đổ tang nữa, là có nghĩa là nó mang tội bất hiếu, à, là cha nó ghét, cha nó chửi nó, nên giận nó không để tang đó, thì người đời sẽ dồn vô Hồng Loan, sau này ve với má ve dành nhà, thì người đời sẽ binh má ve và ve nhiều hơn, tại vì họ chứng kiến cảnh cậu mất mà Hồng Loan không để tang, đó, thấy ngài ghê chưa? Ghê chưa? Cái chuyện mà không cho vô nhà ở là cái chuyện bình thường, còn cái chuyện ngay trong đám tang kêu mọi người đỡ bố cáo, nó là con nuôi, con nuôi, con nuôi, con nuôi, con nuôi, đó vậy đó, để làm gì? Trong tang gia bối rối, nếu mình thương cậu mình mới hợp sức hợp lòng lợi để tổ chức một cái đám tang cho nó long trọng và đầy đủ ý nghĩa để mà tiễn đưa cậu lần cuối. Còn cái này mình trong đám tang mà mình cũng bày cái mưu ra để mình mã hóa cho cái chuyện tiếp theo, mình dành nhà dành cửa, người ta là biết mẹ con của ghen tính toán mà cao siêu cái nào, tính giết mà giờ chuẩn bị ủ tờ luôn, tính giết mà giờ không có được cái gì chứ, tính giết mà giờ ngồi nhà không luôn, tính giết mà bây giờ hả chồng ta sáng sớm mà mới đánh răng là mới ngồi súc miệng là có người chửi rồi đó, nó đánh răng thôi à.
À, bởi với giới nghệ sĩ à, nói quá mới cho để tang, âm mưu từ trước rồi đã, có nghĩa là không cho để tang luôn, cấm không cho để tang luôn đã. À, trong nhà cô Sáu quy luật lắm, cô Sáu à, ăn cô Sáu phá nhiều nhất, cô Sáu phá nhiều nhất, cô phá quậy nhiều nhất, cô Sáu giống quỷ nhiều nhất, nhưng mà cô giáo quy luật nhiều nhất, hỗn nhiều nhất, giống quỷ nhiều nhất đã, là cấm cho để tang luôn. Nhưng mà trong giới nghệ sĩ có nhiều người, người ta biết Hồng Loan chính là con của cậu nên người ta nói quá, nên mẹ con của Ve thấy kỳ quá nên mới bắt buộc cho Hồng Loan để tang, chứ thật chất ban đầu là không cho để tang luôn. Thấy ghê chưa? Ghê chưa? Ghê thiệt luôn, ghê. À, rất là nhiều người nghệ sĩ người ta biết Hồng Loan con của cậu nên, nhưng mà người ta vì công việc, vì không muốn lùm xùm xã hội nên người ta không có tham gia vào cái câu chuyện này. Nhưng mà thật chất họ đã biết Hồng Loan là con, tại vì cậu đã trả lời với trên một cái chương trình hỏi Hồng chỉ còn có một đứa con thôi, còn anh bà thờ là chỉ là con cháu trong nghề thôi chứ không phải con nuôi luôn. À, vậy mà không cho con người ta để tang luôn, nói nhiều quá mới cho để tang cả nhà, thấy ghê chưa? Đó, người tính không bằng trời tính, cố nghệ sĩ từng nói trong clip có cắt kép hết rồi, cố nghệ sĩ qua qua đời bé Loan sẽ gặp chuyện y như rằng. Đó là cậu Năm nói là cậu khi mà cậu Năm mất á là Hồng Loan sẽ gặp chuyện, đúng ý như rằng, y như rằng luôn. Nhưng tại vì sao cậu Năm biết tính tình của những đứa em và những đứa cháu cậu đang ở nhà cậu, thậm chí cậu biết luôn tính tình của ô xin luôn, cậu biết tính tình từng người và những người này sau khi mà cậu mất Hồng Loan sẽ gặp gặp chuyện những người này, nên cậu đã âm thầm lặng lẽ làm một bộ hồ sơ giấy tờ nhà đất để cho Hồng Loan sang tên trong vòng một bước nhạc. Út nói thiệt cái nhà đi làm vấn đề thừa kế rất là khó khăn, nếu mà sai một tí thôi, sai một miếng giấy tờ mà không hợp pháp ha, Hồng Loan đi sạc đường sạc phố cũng chưa làm được, chứ đừng có nói mà làm trong vòng một bước nhạc. Ai mà làm giấy tờ nhà đất, ai làm bên bất động sản, Út là bất động sản nè, Út biết nè, chỉ cần sai một ly một tí thôi là cũng một đủ mệt mỏi rồi, đừng có nói mà số cái nhà đó tài sản quá lớn mà sang tên trong vòng một bước nhạc, mà nói là la làng lên nói là Hồng Loan làm cái tờ giả, chính quyền sang vậy là không hợp pháp, tự ý Hồng Loan đi sang, nó nghe nè, tự ý Hồng Loan đi sang, nếu mà chính quyền không sang Hồng Loan làm được gì hả? Hồng Loan đâu có tự ý vô đóng mộc vô ký tên chủ tịch quận, chủ tịch thành phố ký tên, Hồng Loan đâu có làm được hả? Phải có chính quyền ký tên thì Hồng Loan mới sang tên được, nó làm sao nó sang tên được? Y như câu chuyện nói Hồng Loan tự đi khai sanh hả? Nó có 5 tuổi, 5 tuổi nhiều lúc ăn cơm nó còn đổ lên đổ xuống, 5 tuổi nhiều lúc nó còn chưa tự tắm cho mình được, chứ đừng có nói mình đi sang tên. Mà nếu nó có đi sang tên, nó cầm nó khôn lanh quá, nó khôn hơn người, nó đi sang tên thì những ông giáo ông công an ổng cũng không làm giấy tờ cho một đứa con nít bao giờ. Vậy mà nói như đúng rồi, nói như đúng rằng nói cho đặng cho được, tại vì muốn nhà quá, mắt thèm nhà quá, mắt nhà quá, mắt nhà như mắt ể vậy đó, muốn quá thèm quá nên nó càng nó bậy, nó càng nó bậy, đúng không nhà? Giống như câu chuyện này nè, giống như câu chuyện là cậu đã làm hết giấy tờ, cậu đưa cho con mớm, nó nói chung là hoàn toàn là trong đó đã có cái gì đó luôn, nên con mớm sang tên rất là lẹ. Út nghĩ là trong đó có di chúc, trong đó ông nghĩ là trong đó có di chúc, nên là Ni nói là Ni thường nói là để những giấy tờ đó tới cái chỗ tòa xử, tới ngày tòa xử quyết định một cái là Ni sẽ tung ra để dỗ vô mặt kền kền, là dỗ vô mặt những anh chị quay xe, là Ni từng nói là ông biết, ông bảo đảm có di chúc, có di chúc mới sang tên lẹ cả nhà, còn không có ha, người ta phải đi xác nhận coi cậu có kết hôn với ai không, hay là cậu còn con giới không, hay là ở địa phương nào cậu từng sống, còn người ta sẽ xác minh rất là lâu, rất là khó. Út về đây ở bở mà lúc trước hộ khẩu thành phố, mà bây giờ Út muốn làm giấy tờ gì phải về trên thành phố xác nhận là độc thân ở trên trển không kết hôn, về đây xác nhận thêm lần nữa và mới làm giấy tờ được. Thì hốt hồn khi tài sản của Hồng Loan quá lớn mà sang tên trong vòng một nhạc, vậy mà nói như đúng rồi, nói như đúng rồi, nó là tự tự sang tên. Mấy đứa nè, nó nghe mấy đứa nè, mấy đứa mà nói Hồng Loan tự sang tên á, ông mấy bữa nào mà lấy đại giấy tờ cha mẹ đi mà cha mẹ chưa ký rồi tự động ra ngoài chính quyền sang tên thử, sang được không, sao được không hả? Giờ không có kêu con mình á, có đứa nào nhỏ nhỏ cỡ con ve đi, cỡ con ve đi, kêu con ve tự đi làm giấy tờ cho mình đi, tự đi làm giấy tờ cho mình luôn, không cần ve, không cần gì, không cần người lớn, tự con ve làm giấy tờ cho mình, con ve 5 tuổi đó và kêu tự làm giấy tờ cho mình thử, có ông giáo có làm cho mình không, rồi nói con ta đó. Ta nói ra bữa nay chành bồn chuẩn bị xuất hiện cả nhà,
chành bồn thời gian là lặng hơi lặng tiếng, lặng hơi lặng tiếng để yên ổn làm ma ăn, nhưng mà vẫn ế, vẫn ế. Nên nghe nói là chành bồn chuẩn bị xuất hiện để hỗ trợ sáu, lần này là lần cúng cùi, lần này là quyết tâm là bắt tay một lần nữa để phụ sáu dành nhà dành cửa, rồi sau này sáu sẽ cho bán trước cửa. Chưa chắc nha, chành bồn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi hứa nha. Đó, đó, bởi vì sáu với ve hứa với chị bông mà hứa là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi hứa đó, làm nghe lời ve đi, dành nhà xong rồi ve là tống cổ chành bồn đi đầu đầu tiên đó. Cả nhà nhớ lúc trước không, chành bồn là cái nhân tố quan trọng trong vấn đề mà lùm xùm cái drama này. Chành bồn mà du quan giá quả cho Hồng Loan lên trên mộ, lúc đó Út không biết gì hết, chành bồn ngồi dõng dạc bắt cái ghế nói Hồng Loan rất là bất hiếu, ca ngợi Ô Xin nào là Ô Xin biết cậu ăn món này, Ô Xin biết cậu ăn món kia, Ô Xin biết cậu thích món này thích món nọ nó nè, Ô Xin mà không biết gì chủ nhân con nghĩ mẹ dẹp cho khỏe. Ủa, ca ngợi Ô Xin giống như ca ngợi bà nội vậy, ca ngợi Ô Xin giống như là ca ngợi, nhớ tưởng là vợ cậu chứ, tưởng là má nhỏ Hồng Loan không? Cho hồi đó thì mới thấy luôn một trường hợp mà ca ngợi Ô Xin, con người ta thì chà đã, còn Ô Xin thì ca ngợi tăng bốc nữa. Nó Ô Xin giỏi lắm, trội lôi cho cậu từ ly tí, biết cậu thích món gì, mình làm Ô Xin mà không biết thích chủ thích cái gì thì nghỉ dẹp mẹ cho nó khỏe khỏi làm. Đâu ô cạnh bồn á, chành bồn lên chảnh sỏ nói xấu Hồng Loan biết bao nhiêu, Út đâu có biết gì đâu, sau này Út mới biết là chành bồn nó xấu, là từ đó là Út chửi từ trên mộ về đây luôn. Vậy mà kền với bọn quay xe vô nói Út sao không biết mẹ gì cũng nói hoài đâu biết gì đâu, ăn dầm nằm giờ trên cậu mộ cậu mấy tháng chờ mưa nắng gì ăn uống đồ cúng cậu không, nó đâu biết gì đâu. Đà, chành bồn chuẩn bị trở lại hỗ trợ, em thắng ở năm ơi, em thắng ở năm què chưa, không biết thắng què gì năm mấy nay chưa, không có thắng luôn á. Em thắng rồi năm ơi, mà một năm mấy nay không biết thắng cái gì luôn, bại đến bại không, tạm cái gì cũng bại á, bắt chước cái gì cũng bại, mướn người ẹt cũng bại, mướn người lên bài chửi cũng lộ, mướn người làm gì cũng lộ, làm MV cũng mới, bún bò cũng mới, rồi bác ăn giặt cũng mới, bác cái gì cũng mới, nói chung bắt chước Hồng Loan cái gì cũng mới. Rồi giờ tòa Hà Nội cũng thua, rồi tòa ở đây giờ hẹn lại 15 ngày để cho bằng chứng, hẹn tới hẹn lui hẹn xui vậy ngược, rồi cứ làm gì cũng thất bại, sẽ làm hoài vậy? Niềm tin hy vọng nào mà làm hoài vậy? Mình thất bại những lần hay lần là mình mệt đến chết rồi, đâu mà thất bại cả ngàn lần mà tiếp tục làm hoài vậy hả? Khánh Hằng ơi, rồi nói tới anh Bóng với chị Bông xíu đi. Thì cả nhà biết mấy ngày nay ai cũng nói là anh Bóng mắc nợ là do trợ lý đúng không? Do trợ lý phá, trợ lý bòn rút, anh Bóng vì kem nên anh Bóng mắc nợ đúng không? Thì bữa nay trợ lý của anh Bóng lên đính chính, anh Bằng Thờ đó hả? Lên đính chính là mọi thứ mình có được là do nỗ lực chứ không nhận từ ai hết. Đã đúng rồi, mọi thứ mình có được phải nỗ lực dụ dỗ anh Bóng, nỗ lực kèm kẹ anh Bóng, nỗ lực gồng mình sống với anh Bóng, nỗ lực đó, nỗ lực cạp này kia đó, là nỗ lực đó, cũng là nỗ lực đó trợ lý, cũng là cái nỗ lực đó. Bây giờ anh Bằng Thờ đang nỗ lực luôn đó, đang nỗ lực làm đẹp lòng chị Bông, chị Bông kêu gì làm đó, đang nỗ lực đó, đang nỗ lực gồng để mà chịu đựng chị Bông, đang nỗ lực đó, tài sản mình do mình nỗ lực luôn hả? Cho nói em, anh Bóng không có làm ăn được cái gì á, mà thích chị Bông để tóc dài, thích chị Bông ốm, thích chị Bông ca bơm môi, cắt miếng bát, thích chị Bông để em bé, mà không làm ăn gì sao để em bé cha, hả? Và không làm gì sao có em bé được? Có lẽ giống như hoa vậy, tự gió bay thụ phấn cái bầu hả? Thế nào ô giàu quá, không có làm ăn gì mang tính chất minh họa không, mà muốn cái này muốn cái kia, muốn để tóc ngắn và muốn cắt mí mắt, muốn ốm lợn xíu mới xứng. Lúc trước nói với chị Mì Cai là cỡ con đó không xứng với anh đâu, trời ơi nói chơi chơi chứ trời cỡ đó đâu có cần đó đâu. Từ ngày tặng bó bông 500.000 không, cái tự nhiên cái xứng liền, hợp liền, lúc trước không có hợp, từ ngày tặng bó bông cái hợp xứng được đó, công nhận. Tiền nói lên quyết định tính cách ha, tiền quyết định tính cách con người ta cả nhà. Có một bài diễn, có một bài viết khá là hay cả nhà. Chúng nó hack Facebook Hồng Loan, không những phá việc làm ăn mà còn hạ uy tín Hồng Loan, vì nó biết khách hàng Hồng Loan chuyển tiền, nhắn tin mua hàng, trong đó nó hack để làm Hồng Loan không đọc tin nhắn được, khách hàng sẽ hạ uy tín Hồng Loan. Nó rất nham hiểm, thâm độc. Ông bà xưa có nói chuyện không hở người, những người nói chuyện không hở răng là những người rất thâm và hiểm. Đó, Út biết rất nhiều người nói chuyện không hở răng đó nha. Đàn ông mà nói chuyện không hở răng nó nói chuyện à?
nói chuyện mà túm 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 mà hở ra không hở đó, ai không? Anh Bàn Thờ. Cái nhà đấy đi, anh Bàn Thờ nói chuyện đâu có hở ra, nói chuyện là túm túm môi, cái môi là ngược trong nè. Nói là nói chuyện hở ra hiểm, nó còn một người nữa, còn một người rất là nổi tiếng, nói ra thì cả nhà biết liền, mà nói ra là Út bị chửi liền, nên không có nói. Không hở ra là cái người đó rất là hiểm, người đó rất làm rất là những cái trò mà rất là nhiều người ta bực bội cái người này, mà Út không nói được, cái người này rất nổi tiếng luôn cả nhà. Rồi thôi chào tạm biệt cả nhà nha, má ơi mồ hôi đổ ướt giá, trời ơi phải mua máy lạnh mà 100 ngựa gắn vòng 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 để cho nó mát, má ơi.